sẽ giúp chúng ta làm rõ chủ đề này. Thưa bác sĩ Kha, việc chỉ định phẫu thuật trong điều trị bệnh ung thư nó có vai trò như thế nào và phương pháp này thì có những ưu nhược điểm gì? Về điều trị ung thư thì hiện nay có 5 cái phương pháp điều trị gọi là điều trị tiêu chuẩn, gồm có phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, nội tiết và điều trị sinh học. Thì trong đó là phương pháp phẫu thuật là một trong liệu pháp điều trị quan trọng nhất, mang lại kết quả cao nhất trong điều trị các cái loại ung thư. Thì phẫu thuật ung thư là các bác sĩ dùng cái lưỡi dao sẽ cắt đi những cái phần mà cái tổn thương cái khối ung thư ăn lan phát triển trong cơ thể. Ngoài cái chuyện đó là cắt lấy tổn thương đó thì bác sĩ cắt lấy rộng ra những cái mô xung quanh có thể ảnh hưởng, hoặc là những cái kỹ thuật mổ có thể là nạo đi thêm, vét đi, lấy đi những cái hạch ở xung quanh. Như vậy thì gọi là phẫu thuật triệt để, phẫu thuật tận gốc để điều trị được căn bệnh ung thư. Thì tùy theo cái mức độ của bệnh, tùy theo giai đoạn bệnh, tùy theo loại ung thư mà có những cái phương pháp phẫu thuật khác nhau. Ví dụ như ở giai đoạn sớm thì có thể phẫu thuật triệt để, cắt tận gốc cái tổn thương luôn. Còn ở giai đoạn trễ hơn thì các bác sĩ có thể phẫu thuật làm giảm đi cái khối bú nó có thể lấy được, để các cái liệu pháp khác làm sao tăng cường cái hiệu quả điều trị của các cái liệu pháp hóa trị và xạ trị để làm tăng kiểm soát của cái phương pháp điều trị. Do đó phẫu thuật nó có nhiều cái vai trò quan trọng, thậm chí điều trị hết bệnh hoặc là điều trị làm giảm nhẹ đi các cái triệu chứng của người bệnh. Về ưu điểm của cái phẫu thuật là một cái kỹ thuật sẽ nhanh, chúng ta giải quyết được vấn đề liền cho người bệnh. Và tuy nhiên thì cái hạn chế thì bệnh nhân phải trải qua một cuộc phẫu thuật, thậm chí những cái cuộc phẫu thuật lớn thì cần phải có bệnh nhân gây mê mới làm được cái phẫu thuật này. Thì đây là những cái hạn chế cũng như là cái ưu điểm, nhưng nhìn chung thì phẫu thuật là một cái liệu pháp điều trị ung thư rất quan trọng để điều trị. Và tỷ lệ thành công của phương pháp và phẫu thuật trong điều trị ung thư thì có cao không thưa bác sĩ Kha? Và khi mà một người bệnh ung thư mà được chỉ định điều trị bằng liệu pháp phẫu thuật thì sẽ có cần lưu ý những điều gì hay không? Về điều trị ung thư thì phẫu thuật là một cái phương pháp điều trị mà có kết quả gần như là cao nhất ở giai đoạn, các giai đoạn, nhưng mà giai đoạn sớm, đặc biệt là giai đoạn sớm thì điều trị phẫu thuật là phương pháp điều trị tận gốc nhất. Bệnh nhân có thể hết bệnh chỉ cần phẫu thuật là đủ. Còn ở những giai đoạn trễ hơn thì phải phối hợp thêm các cái liệu pháp khác để điều trị thì nó mới có thể kết quả được tốt. Thì về các cái sự cần thiết quan tâm về cái phẫu thuật làm sao cho nó tốt nhất thì thường các phẫu thuật viên về chuyên ngành ung bướu thì ta có những cái phương pháp phẫu thuật đúng mức, đúng cách thì cần phải có sự chuẩn bị trước mổ đầy đủ, và trong mổ phải phối hợp các cái chuyên khoa như là chuyên ngành giải phẫu bệnh để làm sao xác định được chính xác cái giai đoạn của bệnh. Còn về bệnh nhân cũng như là gia đình bệnh nhân thì sau phẫu thuật thì làm sao phải có cái chế độ chăm sóc, hỗ trợ về dinh dưỡng, về các cái mặt khác để làm sao cho kết quả của cuộc phẫu thuật thành công. Thì qua đó sẽ có một cái đánh giá được toàn bộ cái hiệu quả của cuộc phẫu thuật. Nhưng mà về phía bệnh nhân cũng như người bệnh cần phải phối hợp để chuẩn bị đúng cách trước mổ cũng như là sau mổ để có kết quả tốt nhất. Vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Kha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về phương pháp phẫu thuật trong điều trị ung thư qua phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Kha, công tác tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Và đến đây thì chương trình Alo Bác sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị.